Yes. 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 À, 2-1 nhờ anh em sửa cái. À, vừa nãy bảo tỷ sửa tỷ số sớm mà hóa ra là cũng lại sửa tỷ số muộn, thành ra tỷ số muộn luôn. Bảo sửa tỷ số trước nhưng mà lại quên. Rồi, trận đấu cuối cùng không nhở? Đấy, trận đấu thứ 4 anh em nhá. Và hy vọng sẽ là trận đấu cuối cùng của C này. Yes. 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 Quân. Cho Son à. Cho Baby bên kia là Per Egypt thì phải. Per Egypt, nhưng mà trận này quân mình cùi mía hơn rồi. Trận này thắng mới là hay này. Thắng hay luôn. Cho Baby. Cung cùi chém cùi đến từ hai game thủ. Và bên này Hồng Anh cầm Per. À không, Egypt. Thật ra ai cầm thì cũng thế thôi. Ai cầm bên kia mình nghĩ ai cầm cũng giống nhau. Quân quân thì tuyển. Ok, chào anh Nguyễn Thủy nhá. Đó, đây rồi, đây rồi. Có nói cho anh. Đó, nhưng mà cơ bản chắc là vừa nãy em không thấy. Đó, ok, anh Nguyễn Thủy nhá. Đó, chào anh Nguyễn Thủy vào tầm 8, cùng 8 cho anh em vào, chào em suốt vào. Đó, 8 cho anh em toàn những anh em rất quen và rất hay chào. Đó, không có lý do thì em không chào cả. Đó, chào anh Đức Thỉnh nhá, chào anh Ngọc Thắng nhá. Ok, chào anh Nguyễn nhá. Đó, anh ghi sổ nhá em. Đó, cái chai nước C2 của em thì anh sẽ ghi sổ và mấy đỡ gặp anh sẽ đòi giao vào cho anh Nguyễn Đức Việt. Hello Kami nhé. Đó, không biết là anh em chào thật hay chào đùa nữa. Và cho anh Lê Đặng Sơn xem máy thứ không hay để bảng quân với tỷ số à. Và xem máy thứ là nhiều khi thứ tự clip anh em ạ. Nhiều khi thứ tự clip và tự bình luận cho nên không để bảng quân, không để bảng quân với tỷ số, sửa tỷ số như có kỹ thuật viên bình luận được. Nhà bình luận có kỹ thuật viên thì xong trận này thì cập nhật luôn. Vào Zalo lấy bim bim cho anh em. Ok anh em báo nhá. À, chào anh Bình Trần. À vừa nãy anh em hỏi là link xem bi ở đâu á. Ở đây bi có kèo mà. Anh em thử xem trên page BB AOE hay là Bi bé bỏng xem. Đoạn dạo gần đây mình thấy là Bi cũng hay đánh trên page Bi bé bỏng. Page mới của Bi ấy. Đó, mấy nay thấy leo danh lắm. Bi bé bỏng thấy leo danh nhiều lắm. Đó, nhưng mà rất may cho Bi dạo này mấy hôm leo danh thì mình cũng né giờ Bi livestream mình không leo danh. Và chứ bây giờ leo mà để bây giờ vào mà xúc Bi nhả nhựa ra thì không hay. Ok, chạy Quốc Cương nhở, chạy người vận chuyển nhá. Và sao lại không xem được à? Anh em thử thoát ra vào lại cho em xem. Nếu như không xem được thì chắc là do mạng anh em kém đấy. Rồi ta chờ đợi xem một trận đấu vượt khó đến hai thầy trò Đường Tăng nào. Với bài đấu cung cùi với chém cùi. Đây là bài Baby Bird, Baby đến từ game thủ Van Love. Rồi, như vậy là quyết định có thêm bãi quả. Rồi, game thủ bình luận được anh em. Thật ra nhiều game thủ bình luận được ấy. Nhưng căn bản là và không đủ hơi. Đó, bây giờ game thủ mà cho hò hét 1-2C là đứt xích ngay. Đó, em quên Đại Sơn anh ơi. Rồi, như vậy là cuối cùng thì con voi đã về nhà chính của mình. Vâng, như vậy sau bao nỗ lực và sau bao lần câu voi, cuối cùng nó cũng đã về nhà chính. Đây là máy thứ. Ui rồi, ăn chung với Long Lê à? À, như vậy là thứ gặp luôn Long Lê này. Thật ra đấy, bài này mà
bài này mà cho Son lên đời với cân với Per thì thủ P thì Per cũng không qua được, nhưng mà không biết là lên đời cân hay không nữa. Đó, xem nào. À, 20-24% nha, chưa ai lên đời. Đó, đây là game đào vàng ấy. Đó, đây là game đào vàng nhá. Tí nữa kiểu gì thấy thứ đào vàng luôn. Một bài đấu 20-24% đến hai game thủ, và trận này như là Long Lê 24% thì phải. Và nói chung vẫn lên đời sớm, nhưng mà lên đời xong tí nữa thứ sẽ đập cho mình một cái P. P dí chết luôn. Đó, cái bài đấu của Person. Và đấy, cái kịch bản vẽ ra tươi thắm đã. Còn trận này thì game thủ với Lơ không biết có đánh chém hay không nhở. Khả năng sẽ là hai chém. Đúng rồi, vì cơ bản là Babylon mà đấu cung với con Egypt thì hơi khoai. Rồi, đánh chém và chọc lên nhà game thủ người cầm Per đến từ lớp 25 dân. Đây là bãi quả game thủ người cầm màu 2 Long Lê. Thế chính ra trận này Long Lê có hai bãi quả phụ đấy. Khỏe đấy, anh em bảo là Per ăn quả nhưng mà có hai quả phụ lận. Cũng khỏe nhở. Một quả ăn chung với thứ và một quả đang mút ở đây. Một bãi quả không rõ mấy cây nhưng mà nó chỉ còn 3 cây thôi. Ăn được 2-3 cây gì đấy rồi. Mong là 2 cây, mong là bãi quả 5 cây. Và trên đây là bãi quả 6 cây thì game thủ Long Lê cũng mút được 3 cây rồi đấy. Ok, chào anh Tuấn Anh nhá. Và xin chào 900 anh em nhá. Và anh em vào anh em cho em tên bình luận anh em ơi. Và là anh em yêu quý em thì có thể anh em thả theo kick cũng được. Em sẽ không từ chối. Em là một con người rất ngại từ chối. Vâng, hỏi gì làm gì, cái gì cũng gật đầu hết. Đây là thứ nào. Rồi, như vậy là hai con giò đang có mặt luôn tại nhà chính của Long Lê. Vâng, Michael lên 1P nào. Đúng rồi, một cái phù lên đây đã. Cố gắng ôm chết Person sớm. Và khả năng lớp sẽ chuyển về, thế là có cung R ngay sau đây. 1L1A. Cố gắng làm chết luôn con Per này. Vâng, đây là một trận đấu nếu như thắng. À, Hồng Anh đen nhà chính. Hồng Anh đen nhà chính vào trong 9 giờ rồi. Một bài giật hốc của Egypt. Rồi, cố gắng lấy chết nhà Person. Cố gắng cứ dí chết nhà Persian. Vâng, trận này mà thắng thì cái tỷ lệ thắng 3C hôm nay là rất cao. Và một bài vẫn đang lọt dành cho Hồng Anh, hay chứ nhở. Vâng, vào đi anh ơi, không được. Vâng, ta này hơi mất tay nhà một chút. Chúng ta đang lọt vào nhà Hồng Anh bằng hai con đặc đà. Ăn được rất nhiều dân của Hồng Anh tuần này. Hay lắm. Hồng Anh bò nhà rất hay. Bên kia vừa có bánh xe. Nhưng tuần này Hồng Anh tương đối yếu. Bên này ta có lạc đà công giáp đầy đủ rồi, nhưng mà đang dân xuống vào thì cảm giác vẫn tím. Cùng giờ đầu tiên đã có. Nhưng mà sau tuần này Hồng Anh sẽ yếu đi khá nhiều đấy. Là một phần yếu rồi. Hồng Anh yếu đi một phần rồi. Một bài đấu vừa đen nhà chính và bây giờ Hồng Anh vừa bị lòn một tơn. 35-48. Rồi đi luôn tơn con user mắc kẹt này của thủ Hồng Anh. Đây là một trận đấu lớp đang cũng chưa mất gì cả. Và anh Hoàng thêm một trong mình bầy hươu. Cánh này thủ P chắc là không sợ Per rồi. Đấy, 29 các bạn. Ôi giời ơi, dí chết Person luôn. Liệu rằng có cần lớp sang vài cung R không? Đừng liệu rằng có cần sang vài cung giờ hay không. Một tuần vẩy e nào, xin một con thì cũng được. Không, như vậy tuần này, à đúng, một con thật. Tầng 2P rồi. Đừng, như vậy là Long Lê sẽ đang dẫy bài này. Tầm này Long Lê đang dẫy rồi. Hấp hồi. Sắp không thở được rồi đấy. Chắc chắn chết. Đây, dân lăng quang quác đây. Bây giờ chỉ cần châu P lên là Person cũng tìm. Cả dân và cả lạc đà. Cả dân Per và cả lạc đà Per rất sợ phù. Và đây là một trận đấu mà game thủ về lớp này 41-60. Không biết liệu rằng anh có tạt, cần tạt lên màu 2 hay không nhở. Có lẽ không cần đâu. Vì bài này Hồng Anh kiểu đen nhà chính yếu mà. Ok, cũng tạt. Cũng tạt. Ok, cảm ơn anh Hà Đặng nhở. Cảm ơn anh Triệu Dương, chào anh Eric Phạm nhá. Vâng, trận cuối C2 nào anh em ơi. Hay quá. Này thì phù với chúng tôi này. Long Lê đi chéo một tuần. Đèn đi nữa chứ.
Đóng lên cũng gần hẹo rồi đấy. Nào vượt khó nào. Trận này mà thắng thì hôm nay làm quả 3C là tỷ lệ AC cao đấy. Tỷ lệ 3C rất cao. Úi giời ơi, phù kìa. Vâng, lớp cần phải mang thêm vài cung giờ vào đây nữa. Đó, 28. Ok, chào anh Trần Dương Vũ nhở. Vâng, tham lai Long Lê không có gì rồi. Đề ra lai rất mạnh từ này cho Hà Nội. Hay quá anh em ơi. Đó, xin chào 1.300 anh em khán giả nhở. Mỗi trận đấu có vẻ như sẽ là vượt khó với quân. Cố lên nào. Đó, bây giờ khi mà kết quả nó chưa được chắc cối thì chưa biết như nào, nhưng mà đây là một trận đấu tốt. Đó, cố gắng vượt khó làm luôn 2C đốt túi và ta chiến thắng 3C trong buổi tối ngày hôm nay được không đây. Đó, bây giờ game thủ Hồng Anh bắt đầu đẩy sang nhà game thủ Xuân Thứ, nhưng bên này thì Babylon của game thủ Vela. Úi dồi ôi. Và những tình huống vẩy e nhanh như điện xẹt. Không kịp nhìn là lớp vẩy e không. Chưa thấy người vẩy đã thấy cái móng rồi. Hay quá nhở. Vâng, bây giờ thì những con chém của game thủ Xuân Thư đang bắt đầu bắt đầu trong tay Long Lê và tạt sang đây rồi. Vâng, Thứ thay 31/48. Vâng, bây giờ sẽ chuyển dần về bài hóa Yamato thôi. Bây giờ chuyển hẳn vâng person chết rồi, chuyển hẳn sang bài hóa Yamato. Và 1/52. Vâng, hay quá nhở. Bây giờ thì bên lớp bắt đầu đẩy lên đằng nhà cái thủ Hồng Anh. Ôi rồi. Vâng, bảo Hồng Anh sóc thêm cung giờ đi. Vâng, cung giờ hơi ít thì phải. Vâng, bảo Hồng Anh sóc thêm cung giờ đỡ nhà tuần này nào. Tuần này 69 thì lớp. Rồi, như vậy là khả năng hốc này Hồng Anh đi rồi. Nhưng mà Hồng Anh có kéo tất cả tiếp viện. Rồi, đấu luôn. Vâng, liệu rằng thì game thủ bên lớp có kéo hết quân và gọi Thứ sang đây chung vui không kẻo muộn. Đang bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn đấy. Đang bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn đấy. Gọi thối Thứ sang đây ngay, không tí nữa thì bắt hết. Tạo lại 67. Đang lớp đang cố gắng vào trong để có thể ăn nhiều dân nhất có thể. Và kể cả cái tân cung giờ này đến từ game thủ về lớp cũng bị bắt sạch đi chăng nữa thì Hồng Anh cũng không còn gì để thi đấu. Vâng, đang là tân vẩy e trước của lớp. Liệu rằng Hồng Anh có tay để có thể để ý tân này hay không. Vâng, bên kia Hồng Anh sẽ thấy là bắt được rất nhiều cung R dù về lớp, nhưng mà ở nhà lớp thì vẫn đang đỡ tam lai. Và Hồng Anh resize rồi. Và một trận đấu vượt khó về quân dành cho hai game thủ Việt Vi Hà Nội. Vâng, vượt khó. Hay lắm. Rất hay. Và anh em cho hãy thầy trò đừng tăng những tuần like và bình luận nha anh em ơi. Tỷ số là 3-1 ở trong set đầu thứ 2.